21 giờ thứ bảy ngày 10 tháng 11 trực tiếp trên HTV2 V Channel. Những trải nghiệm đặc biệt không thể bỏ lỡ trong ngày hội mua sắm 4.0. Sự kiện âm nhạc hoành tráng, gặp gỡ những ca sĩ thổi bừng cảm hứng, Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên, Bảo Anh, Đức Phúc, ST365. Săn ngàn ưu đãi khủng ngay tại nhà. Riêng quà hấp dẫn bằng cách tương tác trực tiếp trên trang mua sắm trực tuyến Shopee. Đón xem ngày hội mua sắm 4.0 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV2 V Channel lúc 21 giờ thứ bảy ngày 10 tháng 11. Shopee hân hạnh đồng hành cùng chương trình.